phước của loài người mà được sinh ra trong giai đoạn này, và đủ cái hiểu biết, đủ cái nhận định về cuộc sống, về xã hội, về đạo đức, thì chúng ta sẽ học được rất là nhiều bài học hay trong giai đoạn này. Giai đoạn mà gọi là biến động lớn về nhiều mặt, chúng ta sắp tới sẽ chứng kiến sự biến động lớn về nhiều mặt, chứ không phải là một cái chuyện là bệnh hoạn gì đâu, không có đâu. Bệnh hoạn là chuyện nhỏ, còn nhiều chuyện kinh khủng hơn nữa. Trong giai đoạn này đang bệnh dịch bùng phát đúng không? Nhưng mà với tôi nó chỉ là cái chuyện nhỏ, những cái chuyện biến động rất là nhỏ, chưa có đủ lớn rồi. Biến động kinh hoàng, biến động khiếp đảm, biến động mà gọi là chấn động gần như là liên tục, thì quý vị mới thấy là cái định lực của mình tới lúc đó mới đo được. Tới lúc đó mới đo được là mình đủ bao nhiêu gram trong cái chuyện biến động này đúng không? Ví dụ nó biến động quá mà cả bao nhiêu người đều khiếp đảm sợ hãi, mình bình tĩnh uống được một ly trà là biết mình định lực lớn rồi đó. Còn mà nó bình tĩnh là cái gì, gọi là mình bị cuốn. Mà bị cuốn thì mình sẽ bị loạn. Và xã hội không có dừng lại, tức là những cái biến động của nhân loại sắp tới này nó không có dừng lại. Mà không phải động là xấu, tất cả cái động đều là tốt. Vì sống có nghĩa là động, động là sống, sống là mới. Động có nghĩa là mới, động có nghĩa là sống, mà sống có nghĩa là động, mà động là mới. Nó cứ vậy đó. Động sống mới, mới sống động sống mới, nó cứ liên tục xảy ra. Và nếu chúng ta mà đủ cái trí để chúng ta thấy rằng cái động này tức là sự sống, mà cái sống này thì mỗi lúc mỗi mới, mỗi lúc mỗi mới tức là mỗi lúc mỗi động, mà mỗi lúc mỗi động tức là mỗi lúc mỗi sống, mà mỗi lúc mỗi sống tức là mỗi lúc động, mà mỗi lúc động là mỗi lúc mới. Nó cứ vậy đó. Mà chúng ta đủ cái tầm để mà sống trong cái tầng này á, thì bây giờ sẽ thấy cuộc đời nó đẹp như thơ vậy đó. Đẹp như thơ, ngộ lắm. Nếu chúng ta mà hiểu được cái động sống mới, mới sống động sống mới, nó là ba chữ này thôi, nhưng mà nó luôn luôn hiển hiện, luôn luôn hiển lộ, cho nó không có tạm dừng, nó không bao giờ dừng cái động. Và sự sống này luôn luôn tiếp diễn đúng không? Mà luôn luôn tiếp diễn, luôn luôn động tức là luôn luôn mới, mà luôn luôn mới có nghĩa là luôn luôn động, mà luôn luôn động là luôn luôn sống là luôn luôn mới. Nó cứ như vậy đó. Quý vị được ở cái tầng này, quý vị sẽ thấy tuyệt vời lắm luôn về cái cuộc sống đang có. Còn biết chúng ta ở cái tầng nào thì chúng ta gắng chịu nha. Cái đó là cái chuyện mà đây là một cái sự thật đang diễn ra, và không có lúc nào là không động đúng không? Sự sống đang diễn ra không có lúc nào không có tươi mới đúng không? Và cái sự tươi mới lúc nào nó cũng là tươi mới, chứ nó không có thay đổi được đâu. Quý vị cũng không thay đổi được đâu. Thì đây không phải là chân lý cao gì đâu. Đây là một sự thật diễn ra gọi là không bao giờ thay đổi được trong vũ trụ mênh mông này. Và ở loài người chúng ta mà nếu mà đủ trí để nhận định được điều này, quý vị chỉ cần nghiêm túc thiền định, lắng tâm thật sâu, để một lúc nào đó khi tâm trí chúng ta đã lóng lặng rồi, thì quý vị sẽ nhìn vào cái sự sống như tôi nãy nói, nhìn vào cái động, nhìn vào cái mới đi. Nha, bây giờ mình chuyển năng lượng vào cái này để mình hay ra sự thật, mình thấy rõ sự thật đang diễn ra, chứ không phải là mình ngộ gì hết. Cái này nó lâu lắm rồi, cái này nó đang có mà. Cho nên là chúng ta hãy hồi dồn hết cái năng lượng về cái này đi. Lâu nay chúng ta bị gọi là phân tán đúng không? Chúng ta nhớ quá khứ, nhớ vị lai, nhớ gì đó tùm lum rồi. Chúng ta thương, chúng ta ghét, chúng ta giận, chúng ta hờn, nó bị phân tán năng lượng. Và chúng ta đang hướng năng lượng ở một cái chiều rất là gọi là lãng phí. Chúng tôi dùng cái từ là quý vị quá lãng phí. Bây giờ mình dồn lại cái này đi, nhiều đó thôi. Sống động mới, mới sống động, động luôn luôn động. Mới luôn luôn mới, sống là luôn luôn hiện tiền đúng không? Lúc nào nó cũng vậy hết trơn. Quý vị sẽ nhìn thấy cái sự sống hiện tiền, thì từ cái mênh mông của vũ trụ, tới cây cỏ lá hoa, cho tới thân tâm của mình, tới từng tế bào nhỏ của mình, chúng ta thấy là rộn ràng sự sống tươi mới hoàn toàn. Khi mà quý vị mà phát hiện từng cái, từng việc, từ lớn cho tới nhỏ, chi chít nhỏ nhiệm cho tới từng sát na một, quý vị thấy một sự sống động mênh mông. Và sự sống này không phải là chi chít, là nhỏ nhiệm nữa, mà tôi dùng cái từ là mênh mông. Thì khi nào mà chúng ta hay ra được từng tế bào, từng sát na nhỏ nhiệm là một sự sống mênh mông, rỗng lặng, thanh tịnh, tuyệt đối, rạng ngời, cái là quý vị nhập trong đạo. Đơn giản vậy đó. Dễ nhậm đạo, không có khó nếu chúng ta hay được sự thật đang sống hiện tiền mênh mông trùng khắp này.
Rồi đây bây giờ chúng ta chỉ dùng năng lượng cho chuyện này, đừng có phí. Để cho chúng ta đừng có bao giờ phí nữa, uổng lắm. Quý vị để cho mình phải buồn về chuyện này, nó phải thương về chuyện kia, dính mắc cái chuyện nọ, trời ơi tôi thấy phí quá. Ngủ đi cho nó sướng hơn là suy nghĩ mấy chuyện tào lao. Đúng không? Theo tôi là vậy đó. Mình nhắm mình không có nâng tầm mình được. Bây giờ mình phá cửa lại kịch rồi, đã để cho mình nằm yên cái chỗ đó, đừng có bị xuống, uổng lắm. Quý vị chỉ cần một chút mà mình giận người khác nó xuống, uổng lắm. Không biết bảo toàn năng lượng sống của mình. Cho nên chúng ta hãy dồn hết cái năng lượng về cái sự sống đó đi. Và mình tìm cái cách bảo toàn cái sự sống hiện tiền này, đúng không? Sự sống hiện tiền này lúc nào nó cũng mới, mà mới mẻ thì tươi vui. Mới đâu có mang cái gì xấu xa, không? Đâu có đen cái gì đen tối trong cái lúc này đâu. Chúng ta đang sống rồi. Chúng ta đang hiện tiền, chúng ta đang hiện hữu, chúng ta đang sống động rồi. Và sống là mới, mới là vui vẻ. Vui vẻ là động, không có tỉnh. Đừng có nghĩ là mình ngồi mình kiết già bất động một tiếng hồ là mình bị gọi là cái gì đó, bị tù động. Không có, nó cũng đang sống động kinh hoàng. Cái sự sống mãnh liệt đang hiện tiền mà rất là rỗng lặng thanh tịnh. Khi mà quý vị nghiệm về sự sống mà quý vị nhận ra được điều này rồi, mình mới thấy rõ ràng là sức sống của mình đúng là vĩ đại mênh mông chứ không phải thân tâm này. Đó, mình nghiệm nghiệm lần lần cái mình mở những cái khóa này ra. Và một lúc nào mà quý vị nghiệm mà tới cái chỗ mà thấy cái sức sống nó mãnh liệt á, nó mênh mông á, thì thấy rõ ràng là thân tâm mình lúc đó nó cũng không có nữa, vui lắm. Và lúc đó là lúc chỉ là một sự sống hiện hữu mới mẻ, rung động mãnh liệt và trùm khắp thôi. Đừng có mất cái năng lượng cho những chuyện khác, uổng lắm. Trong giai đoạn này như nãy tôi nói là Phật tổ cũng đang phải nói là đem hết cái tình thương đổ xuống đây rồi. Mà mình không có kết nối thì tiếc quá. Tôi thấy tiếc. Tôi thấy nhiều mặt mà nhăn nhăn. Tôi thấy tôi tiếc quá. Tôi nói, ủa sao kỳ ta, có cái dính chỗ nào đâu ta. Nhiều khi mình buồn với những cái chuyện bá dơ bá láp, rồi mình phiền não, rồi mình giận hờn, rồi mình chấp mắt cái gì đâu á. Tôi thấy nó, quý vị tự lãng phí cái năng lượng sống của mình. Và uổng đi, chúng ta qua rồi không có lặp lại được, cho nên đừng có bao giờ để lãng phí. Mình cùng với Phật Bồ Tát làm an vui cái tam giới này. Mà quý vị khi mà nhập trong đó rồi, quý vị sẽ thấy rằng cái gì? Cái năng lượng mà không phải trào dâng từ mình đâu, mà là năng lượng của cả vũ trụ này đang dâng trào. Mà không có một cái điểm nhất định nào hết, nó có sự sống đang mãnh liệt khắp vũ trụ này, không có một cái chỗ nào mà không có chỗ nào yếu ít hơn chỗ nào. Và mới thì rõ ràng là không có chỗ nào không mới. Đó, hay gì đó, tức là chỗ nào cũng mới, chỗ nào cũng động, chỗ nào cũng dâng trào năng lượng, chỗ nào cũng tràn đầy sự sống, chỗ nào cũng tràn ngập cái sự thương yêu ngộ lắm. Chúng ta nhập vô trong đó rồi quý vị mới thấy là tất cả những cái này đã đủ hết rồi. Vũ trụ quá đủ yêu thương của tất cả chúng sanh muôn loài, đủ lắm, dư lắm, thừa lắm, lúc nào cũng thương, lúc nào cũng yêu, lúc nào cũng bù đắp, lúc nào cũng làm tròn, làm thành hết, ngộ lắm. Quý vị mà nhập đó thiệt á, không còn câu nào để nói, chỉ có nướng là lễ tạ, mà lễ tạ cả đời này cũng chưa cảm giác thỏa nữa. Thì mới thấy vũ trụ này là chư Phật, chư Bồ Tát đã làm an vui thật rồi, nhưng mình không tiếp nhận nổi thôi. Uổng cái là do mình bưng bít lấy mình với những cái tâm niệm mà nó không có cần thiết. Đừng nghĩ là theo lý thuyết đạo Phật là nghiệp. Tôi lâu nay tôi cũng hay nói là cái đó không có sai. Nghiệp đương nhiên chấp nhận có nghiệp quá khứ, chấp nhận có sự nghiệp, nghiệp hiện tại, từ quá khứ nó mới dẫn tới hiện tại này. Nhưng bây giờ chúng ta lại nghe được cái hiện tại này, chúng ta đã nghe được nghiệp chướng xưa nay là không, nghiệp chướng vốn nó không có thật, đúng không? Thì đây là nghiệp hiện tại không? Như vậy là ngay nơi hiện tại này mà chúng ta không sống đúng thì chúng ta đổ thừa do nghiệp quá khứ hay sao? Chúng ta quả tình là, thứ nhất là cái gì? Mình không phải là người thực tế, thậm chí còn ăn gian. Không thực tế mà còn ăn gian nữa. Tại sao đây không sống tốt mà đổ thừa nghiệp quá khứ? Chúng ta không có thương yêu như Phật Bồ Tát thương yêu thì chúng ta đổ thừa ai, đúng không? Chúng ta không nghĩ thiện nghĩ lành rồi bây giờ mình đổ thừa ai? Nó do nghiệp ngăn cản tôi nghĩ không được. Xin lỗi, có cái nghiệp nào cản mình nghĩ không được đâu nè, đúng không? Mình nói lời thiện, lời lành, lời lợi ích thì ngay đây mình nói được không? Quá được đi chứ, đúng không? Thì đâu có phải bị cái nghiệp quá chứ che chắn đâu.
Nhưng mà tại vì mình không có chịu làm, rồi đổ nghiệp một cái rồi cái gì mình buông sủi luôn, mình nói tôi là nghiệp tôi nó nặng lắm, tôi nhiều ác nghiệp quá, cái gì gì tùm lum la hết, cái mình đổ thừa vậy, cái mình thôi tôi không tu tại tôi tu không được vì cái nghiệp tôi nó nặng lắm. Mà hỏi nghiệp là cái gì mà nặng, nói nghe coi, giờ thử giờ nói lời chửi tôi được không, chửi thầy thì thoải mái, rồi nói lời thương tôi được không, nói thương hơi bị khó. Tại nghiệp tôi nặng lắm, tôi ghét tôi không có thương. Đúng không? Có đổi thừa vậy. Nhưng mà sự thật thì bây giờ mình muốn chửi người ta cũng được, muốn nói lời ngọt ngào cũng được. Rõ ràng là hằng quá khứ không ngủ, cái thằng ác không thể lấn thiện được, hai cái đó bằng nhau mà. Thì bây giờ mình chọn cái để mình xài cho mình tốt hơn, đơn giản vậy thôi, chứ đừng đổ thừa nghiệp quá khứ. Nghe ai mà ngồi lại đổ thừa nghiệp quá khứ là tôi khó nghe lắm. Không có để lọt vô lỗ tai những cái chuyện này, đừng bao giờ bị vướng mắc vào cái chuyện đó, tôi bị cái này ràng buộc, tôi bị cái kia ràng buộc, có cái gì ràng buộc đâu. Tại cuộc sống luôn luôn là động, mà động là mới, ngay đây là mới mẻ mà. Và chúng ta hãy tiếp nhận cái sức sống mới này để mỗi khoảnh khắc liên tục làm mới. Chỉ vậy thôi à. Nhiều người cứ hở cái đổ thừa, và đổ thừa rồi không có tu. À, cái tật tôi đó là cái gì? Tật tôi hay ăn dụng. Tôi gặp cái gì mà hở tôi bóc, tôi bỏ không miệng tôi ăn. Tật cái con khỉ họ thích thì ăn cho nó, chứ đừng đổ thừa tật. Bây giờ tôi không thích bóc nữa, tôi đứng trước cái nồi rồi ăn rất là ngon, tôi không bóc thì sao? Đổ thừa nghiệp tầm bậy. Tại vì mình khởi cái thích, mình ngay khi đó mình khởi cái niệm mình thích, cho nên mình mới ăn. Nếu mà ngay khi khởi cái niệm mà thích đó rồi mình nhìn nó coi, bây giờ không muốn nữa thì không bóc à. Đơn giản vậy á. Không cầm lên thì cứ buông xuống thôi, đúng không? Tức đổi thừa cái gì? Đừng có bao giờ đổi thừa nghiệp là một cái sự sai lầm. Để cho mình thối thất công phu, rồi mình không có đủ cái dũng lực để mình vượt qua những cái khó trong cuộc đời của mình. Không có cái nghiệp nào mà mình không có chuyển được. Nói ngon ngon lạnh vậy đó. Người tu phải có một cái sự quyết đoán quyết liệt này. Không có cái gì mình không có vượt qua được. Đừng có bao giờ đổi thừa là tôi bị cái này tôi qua không có khỏi. Không có ai mà kháng ràng buộc mình hết trơn á. Ngay cả tất cả những cái chuyện tình cảm, những cái chuyện gì đó, sự dướng mắt gì đó, không có cái gì mà chúng ta không qua được hết á. Và nếu như mà mình thấy được điều này một cách rõ ràng, tại vì là mình đang gom lực về cái chỗ mới nha. Quý vị thấy hay lắm. Quý vị mà đang dồn hết cái năng lượng về cái sống, cứ là động, động tức là mới, mới tức là sống, sống cứ động lanh quanh vậy đi. Quý vị sẽ thấy cái năng lực sống của mình mỗi ngày nó mỗi khác. Tôi bảo đảm quý vị là sẽ khác 100% khi chúng ta thấy đúng sự thật này. Thay đổi gần như 100%. Còn nếu không thay đổi, thì nếu mà cái năng lượng mà mình dồn hết về ba cái chỗ sống động mới này á, quý vị cũng thấy mình thay đổi từng ngày. Tôi dám ký giấy là thay đổi từng ngày. Thay đổi lạ lắm, thay đổi hay lắm. Và con đường mà giác ngộ giải thoát của mình không có nói là còn xa nữa. Nếu mà chúng ta dùng hết năng lượng về ba cái này á ha, quý vị cứ quẩn cái vụ đó đi, mà cứ mỗi lúc mỗi mở toan ra ngộ lắm. Cái chân trời mà sống của mình á, năng lượng sống thật của mình á, nó sẽ càng lúc nó càng lộ ra. Rồi cái động này thì đương nhiên là dễ thấy rồi, cái mới này mình cũng dễ thấy rồi. Thì cái sự sống không phải là sự sống của cái thân này, không phải sự sống của tâm này, mà sự sống mãnh liệt của cả một cái vũ trụ mênh mông này. Và ở đâu đâu chúng ta cũng nhận được cái tình thương. Nói về vũ trụ này là luôn luôn thương mình, chứ chưa bao giờ có một lúc nào mà không thương. Cho nên mình nếu mà mình sống cho nó phù hợp với cái mà vũ trụ này, thì mình cũng phải sao? Cũng phải thương. Không, luôn luôn làm thành tất cả mọi thứ. Vũ trụ này đang làm thành tất cả mọi thứ, mà mình phá vỡ một cái gì tức là mình sai. Ngay cả mình phá vỡ cái chuyện tình cảm của người khác, hay là cái việc gì trong cuộc sống này mình cũng có sai. Mà chính mình cũng vậy, mình không có đủ cái tình thương yêu tất cả mọi cái là mình đang làm sai. Sự sống này luôn luôn mới, mà mới là luôn luôn đầy đủ, luôn luôn viên mãn, cho nó không có khiếm khuyết. Và vũ trụ này luôn luôn làm cho mọi thứ viên mãn, chưa bao giờ lấy đi cái điều gì. Đó, mình nhìn đó, mình nhìn hồi là mình thấy ra nhiều chuyện ở trong đó lắm, vui lắm. Nhưng mà mình này mình phải khám phá mới hay. Cho nên bây giờ chỉ cần dồn hết năng lượng vào chuyện này đi. Đừng có nói không cần công phu gì hết. Tôi cũng cần công phu, rồi tôi ngồi tôi lắng tâm để tôi nhìn ngắm cái sự sống đang diễn ra, đúng không? Nhìn ngắm cái tươi mới đang diễn ra trong từng sát na một, đúng không?
nhìn ngắm cái sự động, cái động là cái sống, là cái mới đó, nó cứ nhìn ngắm đi. Thấy thì nó đơn giản lắm. Cái chuyện này tôi thấy là nó rất là đơn giản. Nhưng mà khi mà quý vị dùng hết năng lượng, quý vị thấy một cái điều kỳ diệu, chuyển hóa của nó. Cái sự chuyển hóa là mới. Mới tức là không có một cái dấu tích nào cũ hết á. Cho tới một cái ngày mà mình thấy ra được cái sự thật đang hiện hữu ở đây, là không có một cái màu sắc cũ nào, không có cái chuyện nghiệp cũ, không có. Không có vị lai nữa. Nó hay vậy đó, cái hiện tiền nó không có cũ, không có mới nữa. Nó không có vị lai, nó không có quá khứ. Rất là lạ là khi mà quý vị mà thực sự phát hiện được điều này thì quý vị là một người thay đổi rất lớn trong cái vũ trụ mênh mông này. Đó, cho nên là Phật Bồ Tát luôn luôn muốn cho cái thế giới này an vui. Và chúng ta cũng hướng về Phật Bồ Tát, chúng ta sẽ kết nối được với cái năng lượng từ bi và trí tuệ của chư Phật, chư Bồ Tát, để mình luôn luôn tươi mới và an vui. Thì như vậy mới phù hợp. Chứ còn nếu không là chúng ta tự gọi là gì, tự khu biệt, tự ngăn che, tách rời. Thực sự thì quý vị không tách rời được, nhưng mà mình nghĩ mình tách rời được. Thực sự quý vị có hối riêng tư được, nhưng mà mình nghĩ mình riêng tư được. Cái riêng tư ngã chấp là một cái suy nghĩ sai lầm, một thấy biết sai lầm trong cuộc đời của mình. Không có riêng được cái gì đâu. Nghiệm kỹ rồi là không có gì riêng hết. Cái gì nó cũng là chung nhất, nó hiện tiền. Và cái điều mà mình phải mất nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm chiêm nghiệm cái hiện tiền á, thì gần như không ai ra khỏi cái hiện tiền hết á. Không có ai ra khỏi được hết, không ai rời được hết, ngộ lắm. Không có khoảnh khắc nào mình không có hiện tiền hết á. Không có chuyện quá khứ đâu. Quá khứ là một sự hiểu lầm, ảo giác, ảo tưởng thôi. Mà nếu chúng ta bắt nhịp được, chúng ta bắt nhịp được cái hiện tiền từng khoảnh khắc quá nhanh đi, nó nhanh quá khiến chúng ta không bắt gặp. Luôn luôn là cái bắt gặp của tâm thức nó làm cho mình là mình thấy ra được cái này, hoặc là mình nghe cái âm thanh này là nó trở thành quá khứ rồi. Nhưng mà nếu mà tâm thức chúng ta mà tinh tế, nhạy bén, gọi là linh thông á, thì chúng ta sẽ bắt nhịp được cái hiện tiền. Chúng ta dùng cái từ là bắt nhịp được hiện tiền. Quý vị thấy cái nhịp đó nó sống động mênh mông, nhưng mà nó không phải chậm như cái tâm thức của mình là nghĩ A rồi nghĩ B rồi nghĩ C rồi buồn thương giận ghét. Tức là những cái đó là những cái trì độn, những cái chậm lục, ngộ lắm. Chúng ta nghĩ là cái chuyện hồi nãy, nghĩ chuyện chút là nó chậm lắm. Nhưng mà cái hiện tiền này thì nó lại là với một cái tốc lực kinh khủng, mà tâm thức gọi là lù lù mờ mờ, kiểu như mình là không bao giờ tiếp nhận được cái năng lượng này. Mặc dù mình thấy nó rất là bình thường, nhìn theo cái kiểu tâm thức của mình hiểu theo cái kiểu của mình hiện tại á, thì mình thấy gì, cái sự sống nó cũng đang diễn ra, đúng không? Nhưng mà quý vị sẽ vượt qua được mấy cái tầng tâm thức, hoặc là tâm thức nó lắng động một chút, thì mình sẽ nhạy cảm hơn, linh thông hơn, thì mình thấy sự sống này đúng là nó vụt 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 rất là kinh khủng. Nó mới kịp cung cấp cho tất cả chúng sanh muôn loài khắp pháp giới mười phương, chứ nói chậm là nó không có kịp. Nó kinh khủng như vậy. Thì như vậy là nếu mà chúng ta bắt được cái nhịp đó, chúng ta mới thấy rằng cái sức sống của mình nó cũng mãnh liệt, nó cũng nhanh chóng, nó cũng nhạy cảm, nó cũng linh thông, nó cũng rộng khắp, giống như cái sự sống của vũ trụ đang diễn ra vậy. Cái đó gọi là cái nhịp sinh học của vũ trụ đang diễn ra. Và chúng ta mà đồng điệu đó rồi một cái, rồi quý vị sẽ thấy rằng không mới cũng không được. Ngộ không? Rời hiện tiền không được rồi. Rồi bây giờ mình thấy là mình không mới cũng không được, không thể nào mình cũ được. À, nếu mình ngồi mình nghiệm ba đó ra, tới cuối cùng mình nói, ủa tôi đâu có cũ được đâu, đâu có lúc nào tôi cũ, mà không có cũ thì không có chuyện quá khứ nữa, đúng không? Và không có chuyện chút nữa. Và thực sự thì không có cũ, mà nó là hiện tiền, nó không có cũ, và nó đang sống động mãnh liệt. Đó, thì quý vị cứ loanh quanh vậy giùm đi. Đừng có để mất năng lượng với ba cái chuyện tầm phào nữa. Đối với tôi, chuyện sự sống này nó rất là tầm phào. Đúng ra hay dở, buồn thương, giận ghét gì, nó không có dính gì với cái gì trơn, nó ngộ lắm. Cái hiện tiền này nó không có dính mấy cái đó. Đương nhiên là mình có đau khổ, mình có buồn phiền thì thực sự là mình ảo tưởng. Chứ cái có cái gì nó dừng lại đâu. Không có cái gì tạm dừng được hết để cho mình có thể bám níu.
Thật ra khi mà mình nhìn thấy sự sống nó động cái nó mênh mông, cái tự nhiên cái mình mất cái chỗ bám, ngộ lắm nha. Đó, tới từng bước vậy quý vị, cả lặn sâu quý vị sẽ phát hiện ra, ủa mình giờ không có bám đâu được. Vì không có cái gì, không có hiện tiền, mà hiện tiền thì không có quá khứ, không có vị lai. Nó cứ vậy đó, không có, mà không có cái hiện hữu nào mà nó không mới. Ủa có chút nào cũng mới, chút nào cũng mới, chút xíu nào nó cũng mới, một mãi mai nó cũng mới, từng sát na nó luôn luôn mới. Và cái mới là luôn luôn hiện hữu. Hiện hữu tức là sự sống, mà sống động, động hiện hữu mới, mới hiện tiền. Nó cứ lần quần vậy đi. Tôi thấy quý vị bây giờ không có cần phải dụng công gì hết trơn, cái dẹp hết đi. Ngồi chơi rồi mình cũng để tâm chút cho cái hiện tiền. Làm sao để cho mình bắt kịp được cái nhịp sống cái hiện tiền. Thì có nghĩa là lúc đó chúng ta đã nhận được đạo. Mà nhịp sống hiện tiền này thì nó đang hiện hữu, chứ không phải là nó khuất lấp. Nên nhớ như vậy, tất cả mọi cái đều đang rất là rõ ràng, rất là minh bạch. Nó đang hiện hữu hiện tiền, chứ nó không, quý vị không cách nào rời xa cái hiện tiền được một khoảnh khắc nào hết đó. Đó, loanh quanh vậy đi, đừng có mất thời gian nữa. Chơi cái này bảo đảm quý vị sẽ vui thú còn hơn chơi cõi trời nữa. Cõi người nó không có bằng đâu, cõi người nó không có sướng đâu. Cõi người nó đụng đâu rồi dính đó rồi phiền muộn tùm lum la, còn chơi cõi trời còn chưa chắc là đã bằng. Tại vì cõi trời còn có thấy có cái này có cái này không, rồi lúc này sống lúc kia chết gì tùm lum la đó. Nếu quý vị ở trong cái cảnh giới mà sống động hiện tiền mênh mông rồi, quý vị mới thấy rằng cái chuyện sinh và cái chuyện tử, chuyện có, chuyện không, chuyện còn, chuyện mất trong thế gian này á, thì thật sự nó quá nhỏ với cái đang có của cái hiện tiền. Không phải đang có của mình nữa, mà cái đang có là hiện tiền. Hiện tiền này không phải là mình, không phải là thân, không phải là tâm này đâu. Mình sẽ nhìn thấy là nó tự động nó làm tan cái ngã chấp, chứ không phải cần phá ngã đâu quý vị, mà thấy ra được hiện tiền ngã chấp tự động tan biến. Thấy hiện tiền này rất là mênh mông, nó không có riêng cái thân này, nó cũng không phải là cái tâm này, và nó không phải là cái thế giới này. Nó là hiện tiền mà mình không làm sao mình rời được, không làm sao khác hơn được. Đó, khi mà thấy được chân lý, quý vị thấy một cái điều rất là hay là gì? Cái lúc mà mình nhận ra được một cái sự thật á, biết rằng mình coi mình đúng hay là sai, quý vị thấy như thế này nè. Mình không có, thứ nhất là về lý luận để bẻ gãy nó là không có. Quý vị được quyền phản biện với cái thấy mới của mình bằng mọi góc cạnh và rõ ràng mình không bẻ gãy được. Cái thứ hai là nó không có thay đổi được với thời gian và không gian. Mặc dầu là nó từng khoảnh khắc mới, từng khoảnh khắc mới như vậy, nhưng mà mình không có cách nào làm cũ nó được. Đó, có nghĩa là mình không còn cái cách nào để thay đổi nó được. Chân lý là không ai có khả năng thay đổi. Cho nên khi mình thấy được vấn đề mà mình bẻ gãy nó bằng mọi cái khía cạnh, mình phản biện nó bằng mọi cách mà rõ ràng là nó cũng vậy à, thì biết rằng mình đã thấy được chân lý hết. Đúng không? Đem thời gian ra so với nó, đem không gian ra so với nó, tất cả mọi thứ mà mình không cách nào lý luận để bẻ gãy nó được. Nhưng mà cái sâu nữa là cái gì? Ngay khi mà chúng ta thấy cái đó thì mình thành vậy luôn, chứ mình không có sống khác hơn được. Nhưng vấn đề là tới đây nè. Tới đây là tức là thấy cái là mình không cách nào sống khác hơn nữa được. Mình kêu mình phải lùi về quá khứ để mình buồn với cái chuyện quá khứ hay gì, không làm được nữa. Mà đúng phải là mình nói mình ngộ đạo, mình chứng đạo gì, nhưng mà không có làm chuyện cũ cái đất trời được nữa. Ngộ lắm, mình phải ngồi đó, mình phải buồn, mình phải tức với cái chuyện gì đó, xin lỗi là không có được nữa. Không có chứng đạo gì hết đó, nhưng mấy chuyện đó là không được nữa. Tại vì là mình đang bị kẹt ở hiện tiền. Nó ngộ lắm, mình giống như mình bị kẹt, mình gỡ không ra. Và không có chuyện mà lưu lưu về quá khứ để mơ màng màng cái gì đó, không có vọng hướng tương lai cái gì hết trơn. Không có những cái chuyện đó nữa. Ngộ lắm, cái hiện tiền nó càng lúc càng rõ, càng lúc nó càng mạnh, và nó trở thành cái sự sống của mình. Thì nó cần đạt đạo làm chi đâu, nó có gì đâu đạt. Có mình ở đâu đạt, mình còn không có nữa ở đâu mà có đạo để đạt. Đó, mình nhìn ra nhìn lại rồi cuối cùng mình cũng biến mất hồi nào mình cũng không hay. Và cái chỗ này nó cứ như vậy đó. Ví dụ không thay đổi được, khi mà chúng ta tới sự thật thì không bao giờ thay đổi được. Cho nên là bắt phải nhiễm gì đó thế gian này, mới nhiễm tiền tài danh vọng gì gì đó. Có chỗ nhiễm mình cố gắng mà nhiễm. Nhưng mà nhiễm không có được.
Tới cái lúc đó mình thấy mình phì cười, cái tật ngu của mình đâu nhiều kiếp mà mình trước thì mình chấp mình buông không có ra bao nhiêu chục năm rồi đúng không? Tới hồi thấy này mình phì cười. Rồi mình mới thấy rõ ràng là bao nhiêu cái công phu tu hành của mình hồi xưa mình cũng gắng ngồi thẳng lưng rồi hít thở điều hòa đó, giữ tâm không có cho khởi niệm rồi lú lên nào là chém đó tùm lum là ăn hết. Hồi xưa cũng trải qua mấy chục năm cực khổ ngồi cành niệm khởi cụp, niệm khởi cụp. Nhưng mà rồi bây giờ thấy làm cái chuyện tầm vào, không có dính gì hết trơn, làm cái chuyện đó giống như là cái gì, mình thấy mấy đứa nhỏ chơi cầm cây rượt đập rùi vậy đó. Chơi vậy thôi à, đó là trò chơi. Chứ công phu không có là cái gì hết. Đừng có nghĩ là công phu để đạt được cái hiện tiền là quý vị đã sai rồi. Cái hiện tiền không cần bất kỳ một cái công phu công lực nào quý vị hết. Tất cả những công phu công lực thì hy vọng là chúng ta mới hay được sự thật của cái hiện tiền này. Chứ còn quý vị công phu là sai. Cho nên là vẫn có cái gì đó hướng về trong giai đoạn mà chúng ta chưa có thực sự mà hòa nhập thì dồn năng lượng về chỗ dùm đi. Quý vị hay đó, cái hay của mình là cái gì? Đang nói về năng lượng thì nó là một cái gì đó thì mình gọi là cái gì? Rất là khó thấy, cái người bình thường không thể thấy được. Như ví dụ đang ngồi, thì quý vị sẽ nhận được một cái gì đó nó rất là nóng cái người mình lên. Là do có một cái người nó có tâm lực họ rất lớn, họ đang hướng về mình. Người mình nóng lên thì được gọi là chúng ta nhận năng lượng. Năng lượng là cái sự sống. Năng lượng chính là sự sống của muôn loài. Không có năng lượng là kể như xong. Giống như giờ sáng này ngủ thức dậy, cái tay dở không lên, chân dở không lên, cái không muốn đi, không muốn nói, thậm chí cũng không muốn cười, nói là sao? Hết năng lượng rồi. Hết năng lượng rồi. Vậy là có một người để tay lên đầu mình trong vòng 30 giây, tự nhiên mình thích, mình chạy, mình nhảy thì bắt đầu được nạp năng lượng vô á. Nó vậy đó. Năng lượng là một cái gì mình không biết được. Nhưng mà ví dụ như mình đang ngồi, mình nữa là mình mơ mơ màng màng, mình buồn ngủ, cái tự nhiên có một cái luồng điện gì đó không biết nữa, nó vô làm người mới nóng ấm, cái mình tỉnh ra, cái mình cũng thấy nhiều cái sai trái, cái xấu dở nơi tâm của mình. Tự nhiên nó soi sáng, tự nhiên nó rạng lọc, tự nhiên cái mình thấy tâm trí mình nó tỉnh ra, thì đó là năng lượng. Đến những cái năng lượng tới với mình là gì mà nó thay đổi cả cuộc sống luôn. Nếu mà cái tâm từ của cái người đang hướng về mình rất là lớn, cái thiện tâm của họ cũng rất là lớn, và cái trí tuệ của họ cũng rất là lớn, thì họ hướng về mình là làm cuộc đời mình thay đổi. Cho nên có những người mà được các vị Đại Bồ Tát hướng tâm thì chắc chắn là người đó sẽ được nâng tầm. Chúng tôi dùng cái từ là chắc chắn 100% luôn á. Nhưng mình chưa có thấy nổi cái lực này, chúng ta chưa có cảm nhận được cái lực này, mình mới vậy nói là mình vẫn còn chưa có thấu suốt, cho nên chưa tin thì đúng chứ không phải là sai. Nhưng mà ngày nào đó mà mình thấy mình gọi là đủ duyên, đủ tầm, phải đủ tầm mới có thể tiếp nhận được, thì sẽ mọi chuyện thay đổi. Nhưng một cái điều mà chúng tôi muốn nói là quý vị đừng có mất năng lượng giống những cái chuyện khác dùm thôi. Bây giờ giống vậy đó, chuyện khác chỉ là cái chuyện chơi. Mọi chuyện trong cuộc sống này là chuyện chơi, vui để mà chơi chứ đừng có buồn. Chơi là phải vui rồi, nhưng chơi buồn đừng có chơi, đúng không? Chơi mà buồn chơi gì? Nhiều khi mình đi tới những cái chỗ du lịch mình thấy người này nhăn mặt này kia nhíu mày, tao nói đi về nhà đi con. Chơi mà tới cái chỗ mà nhăn nhăn mặt thì về nhà cho rồi. Đúng không? Đó là sự thật. Và cuộc sống thì cũng vậy, đây là một cái trò sân khấu để chúng ta tới chúng ta chơi. Và chơi là dứt khoát phải vui. Chứ tới đây để làm cái gì? Tới đây để bu bám, đây để mà tranh sống giành chết rồi. Cái đó là cái ngu nhiều kiếp rồi. Bây giờ không có ngu tiếp nữa. Tới đây tôi chơi à. Tôi chơi là tôi vui à. Không? Mà muốn vui thú thực sự trong cái trần gian này thì đừng có đắm chấp vào bất kỳ một cái điều gì thì mới vui. Chứ mà đắm chấp là coi chừng á, bị chìm đắm, bị khổ sở. Chứ đơn giản vậy thôi, thì mình thấy mình giống như là món ăn tự chọn đúng không? Bây giờ này là nặng nề, thôi bỏ đi. Này dính mắt thôi không chơi nữa, không? Này ràng buộc không tiếp tục. Nó cứ vậy đó, mình cứ phải chọn cho mình cái gì mà mình thấy rằng á, mình loại trừ được những cái mà không cần thiết do cái thấy nhìn sai lầm của mình. Thực sự mình dính mắt cũng là sai lầm, mình buồn phiền cũng là sai lầm. Tất cả những cái đó mình phải khẳng định nó là sai lầm của mình cái đã. Đừng bây giờ thấy nó là quan trọng.
Mới hôm qua hứa tôi bữa nay mà không có giữ lời, rồi bắt đầu tôi giận lên lời hứa rồi, quan trọng thôi kệ nó đi, nó nói rồi nó cũng quên rồi thì mình quên nó cho rồi đi đó. Mình nó làm sao mà mình thực sự thoải mái như vậy chứ, đừng nói bữa hổm tôi thấy ổng hứa tôi rồi ổng còn thề nữa rồi nó, nếu mà là không có giữ lời thì sẽ bị cái này bị kia, tôi chờ cái ông có bị hay không rồi chi cho nó mệt nó nói rồi nó quên thì mình quên luôn đi. Mà thực sự mình cũng đâu giữ được cái gì đâu, mà lời nói mà mình phải chờ nó phải là có bảo kê, có bảo chứng, rồi có đóng mộc, có lăn tay nữa, mấy cái chuyện thế gian nó không có dính gì với cái chuyện Phật pháp đó. Đúng không? Đó là cái chuyện thế gian. Cho nên chúng ta phải làm sao đó mà mình gọi là khéo mà rột rửa cái nội lòng của mình. Mình nhìn lại mình thấy còn cái gì dính, còn cái gì mắc, còn cái gì mà... Quý vị đi sâu một chút thiền định coi nha. Chỉ cần á ha, mình nhớ tới một người, nhớ thôi nha, chưa nói tới cái chuyện khác. Nếu mà tâm mình thanh tịnh thật sự á, một cái niệm mình nhớ tới người khác thì đương nhiên là nhớ, một là giận, hai là thương thôi chứ không có cái gì khác đâu. Thì mình cảm giác mình giống như đeo đá. Tới lúc mà quý vị thanh tịnh, quý vị thấy điều này mà hay như vậy thì chắc chắn là mày phải rớt, chứ không có vụ mang lên vai tiếp nữa đâu, không có chuyện mang lên vai. Nhưng bây giờ mình chưa thấy nó nặng đó, tự nhiên cái mình nghĩ người kia mình giận sùng sục lên, mình muốn gặp mặt, mình muốn chửi nữa, mà mình còn thấy đã nữa đúng không? Thì rõ ràng là vô minh quá vậy rồi. Thế nhưng mà bây giờ mình vừa có một cái niệm giận người khác là mình cảm giác là mình bị nặng, là bị tâm tối, cái gì nó ngộ lắm, cái thấy mình nó không còn trong sáng nữa, nó không còn nhẹ nhàng nữa, thì mình biết là cái gì nó bắt đầu nó che tâm của mình rồi. Thôi đi, gỡ ra đi. Đơn giản là không tiếp tục, nó tự động nó rực sáng trở lại. Ở trong thiền định quý vị sẽ thấy điều này rất là rõ nha. Tức là tự nhiên có một cái gì nó phủ mờ cái thấy của mình, thì là mình nhớ ai quá trời quá đất cái bắt đầu mình thấy được là chính cái nhớ nhung này nó là mờ trong trí của mình, cái mình buông xuống, cái mình sáng trưng trở lại, có nghĩa là mình đã vượt qua công phu nó. Thấy quý vị mà đi sâu, quý vị sẽ thấy là từng cái niệm mà buồn thương giận ghét nó là một cái làm, nó làm mờ, nó là một cái màn mờ qua tâm của mình. Và như vậy nếu mà tất cả những cái mờ tối đó mà được mình sao, được mình là không tiếp tục. À, tôi đơn giản là không tiếp tục chứ không có làm gì đâu. Thì nó hiện ra rồi mình thấy nó và thấy rất rõ ràng, đừng có lầm nó, vậy thôi. Đó, thấy rõ, không lầm. Chứ đừng có thái độ hơn thua và cũng không cần phải làm thêm cái gì, tại vì bản chất của tất cả những cái vọng là nó không có thật rồi, cho nên nó rất là ảo và nó hiện ra như là một đám mây mờ vậy thôi, và nó tự động nó tan biến, không có cần phải làm cái gì thêm. Nhớ là đừng bao giờ có bất kỳ một thái độ gì trong tất cả những cái ý niệm mà đã xảy ra ở nơi tâm của chúng ta. Nhìn ngắm một cách rất là tươi mới, tại vì nó là sự sống mà. Đó, thế hồi mình nhìn nó mà mình thấy nó là sự sống đúng không? Nó hiện ra có nghĩa là nó sống, và nó hiện ra tức có nghĩa là nó mới, chứ không phải chuyện quá khứ. Mặc dù chuyện quá khứ hiện ra nhưng bây giờ đang hiện, nhớ nó đang hiện bây giờ. Cho nên mình nhìn nó với cặp mắt của cái người đang mới mẻ nhận cái sự việc, nhận sự việc trong cái khoảnh khắc mới mẻ hiện tiền, chứ mình không phải là cái chuyện quá khứ nữa. Thì vậy là tự động cái nó biến màu à, ngộ lắm. Mình ở trong cái hiện tiền mà mình nhìn cái phiền não á, thì phiền não tự nhiên nó biến màu thành cái hiện tiền, cái nó mất tiêu cái phiền não nào không biết nữa, mình không có cần làm. Nhưng mà nếu mà chúng ta không đủ cái tươi mới để chúng ta nhìn á, thì chúng ta sẽ bị cái phiền não này đó sao, nó nhuốm đen mình và mình bị cuốn trôi. Ngộ vậy đó, có công phu thì chúng ta mới thấy những cái chuyện vui. Cho nên là nếu mà cái năng lượng chúng ta mà chịu giữ nguyên trong cái sống, cái mới mẻ, cái hiện tiền á, thì quý vị sẽ thấy tuyệt vời lắm.